chương trình văn nghệ 68 năm kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam đến đây là kết thúc. Một lần nữa thay mặt đoàn văn nghệ bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin gửi đến các quý vị đại biểu, các vị khách quý một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Chúc cho buổi lễ chúng ta thành công tốt.